Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ là 7 giờ 30 phút tại Hàn Quốc. Và các bạn thấy trời nó vẫn chưa tối hẳn, vẫn có một chút ánh sáng. Và em có thể làm việc thêm khoảng 1 tiếng nữa. Ở bên Hàn Quốc thì vào mùa hè khoảng 8 giờ, 8 rưỡi nó mới tối các bạn ạ. Lúc 7 giờ, 7 rưỡi thì vẫn còn nhìn thấy và vẫn còn có thể làm việc được. Vợ chồng em thì thường làm việc buổi sáng, rồi chồng thì về dạy học vào buổi trưa, buổi chiều, sau đó tối lại đến làm việc. Và tranh thủ thời gian, nếu mà ban ngày không làm được nhiều thì buổi tối thường ra ruộng làm việc đến 10, 11 giờ đêm là chuyện bình thường. Còn nếu mà ban ngày mà làm việc nhiều rồi, mệt rồi thì làm việc đến khoảng 8 giờ, 8 rưỡi là về. Và đấy là những cái lịch làm việc của vợ chồng em thường ngày. Ngày hôm nay thì muốn chia sẻ đến các bạn là một ngày có thể làm được 6 triệu Việt Nam đồng hay không tại Hàn Quốc. Ở trên TikTok hay trên một số những cái trang mạng xã hội thì có một số bạn xem được cái clip của một anh làm về hành tây các bạn ạ. Làm hành tây một ngày anh ấy nói là làm được 300.000 won, tương đương với 6 triệu Việt Nam đồng. Và cái sự thật thì có làm được như thế hay không, có thật là một ngày có thể kiếm được 6 triệu Việt Nam đồng hay không, ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến mọi người nhé. Hành tây thì ở Hàn Quốc trồng nhiều ở trong cái khu vực miền Trung và miền Nam. Ở khu vực miền Bắc này của em thì cũng có trồng nhưng mà nó không phải là quá là phổ biến. Gọi là nhà nào họ trồng thì cũng có quy mô tương đối vừa và lớn thôi chứ không phải lớn hẳn. Còn như khu vực miền Trung và miền Nam ấy, khí hậu của nó ấm hơn và hợp khí hậu hơn, cho nên là ở trong khu vực đó thì họ trồng hành tây này, hành lá này và một số những cái loại rau ấy rất là phổ biến. Và theo mặt bằng chung thì ở miền Bắc, ở cái khu vực em ở, là những cái công việc làm nông thì thường liên quan đến cải. Cải ở đây thì có cải củ này, củ cải này, cải thảo, bắp cải. Đấy là những cái loại mà ở trên này hay trồng, tại vì trên này khí hậu của nó lạnh và mát hơn cái khu vực bên dưới. Vậy thì những cái công việc làm nông liên quan đến cải thì nó hơi nặng ấy các bạn. Các bạn biết là bắp cải ở bên này thì cứ 3, 4 cân, 5 cân một cái. Cải thảo thì trung bình 3 cân, 3 cân rưỡi một cái. Củ cải mà loại củ cải lấy củ ấy thì cũng phải 2 cân tới 4 kg một củ. Vậy thì những cái củ, những cái bắp nó to như thế thì cái lúc chúng ta làm việc thì nó sẽ khá là nặng đúng không ạ? Làm việc lâu thì sẽ mệt này, rồi đau lưng, đau vai thì đấy. Vậy cái câu chuyện liên quan đến việc làm nông một ngày được 300.000 won tại Hàn Quốc và anh ấy làm là hành tây. Vậy sự thật là có các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì người ta sẽ khoán. Khi mà làm khoán thì các bạn làm nhanh, các bạn làm giỏi thì các bạn sẽ kiếm được số tiền như đó. Hôm trước thì có một bạn cũng nhắn tin trên Facebook hỏi mình là: chị ơi, em nghe nói có một anh này anh làm hành tây được hẳn 6 triệu Việt Nam đồng một ngày chị ạ. Có đúng hay không? Có thật hay không? Hay là anh ấy nói khoác? Thì lúc đó thì em bán tính bán nghi thì em biết là ở Hàn Quốc hiện nay lương cơ bản là 110.000 won đối với nam và 90.000 won đối với nữ. Thì đấy là lương cơ bản. Nhưng mà cái lương đó là lương không tính theo sản phẩm mà chỉ tính theo giờ thôi. Các bạn cứ sáng đi làm và đủ 9 tiếng thì tối về là họ trả tiền mặt cho các bạn. Như vậy thì cái số tiền đấy các bạn làm là dựa theo giờ. Nhưng mà nếu mà tính theo sản phẩm thì ai làm nhiều ăn nhiều, ai làm ít ăn ít các bạn ạ. Nếu mà tính theo giờ ấy, thì các bạn làm nhanh hay làm chậm thì tiền giống nhau. Ví dụ như là có 5 người đi làm cùng nhau, nhưng mà có một cô làm rất là nhanh, làm rất là giỏi. Nhưng mà nếu mà tính lương theo ngày thì cái cô làm nhanh làm giỏi đối với lại một cái em học sinh chẳng hạn đi làm mà chưa có kinh nghiệm này, rồi rất là mệt em mới làm rất là chậm thì lương cũng như nhau các bạn ạ. Một ngày cũng được 90.000 won, đấy là đối với nữ. Thì nếu mà tính theo sản phẩm ấy thì người nào làm nhanh làm giỏi thì có lợi hơn. Thì cái anh ấy làm ấy là rất là nhanh. Đầu tiên ấy là cái tốc độ nhổ hành ấy nó phải nhổ rất là nhanh đúng không ạ? Nhổ nhanh xong rồi đóng vào bao cũng phải nhanh này. Rồi mỗi lần vác thì anh ấy phải vác làm sao ạ? 3-4 bao một lần. Người ta khỏe mà hai tay hai bao. Một bao hành tây đấy cũng phải có 20-25 kg, nếu mà đóng nhiều thì cũng lên đến 30 kg chẳng hạn. Nếu mà vác một lần mà vác được 3-4 bao thì cũng phải lên đến khoảng 60 kg các bạn ạ. Nếu mà một lần mà cứ vác được 60 kg như thế thì các bạn sẽ thu hoạch rất là nhanh và làm năng suất rất là cao. Vậy thì một ngày anh ấy làm 60.000 won một luống hành tây, vậy thì làm khoảng 5 luống à? Một ngày làm 5 luống các bạn ạ. Uống được 300.000 won thì sẽ tương đương với 6 triệu Việt Nam đồng. Và với cái số tiền đấy thì đối với người Hàn cũng khá là lớn và không phải ai cũng làm được như vậy các bạn ạ. Người phải rất là khỏe, làm nông chuyên nghiệp rồi, làm nhiều rồi, có sức khỏe và có sức chịu đựng, làm việc phải rất là nhanh. Và khi vì làm khoán cho nên là cái thời gian ăn trưa cũng có thể là ăn rất là nhanh và tranh thủ thời gian làm thêm rồi là nhổ thêm. Vậy thì một ngày họ sẽ tính cho các bạn là theo sản phẩm lao động. Đấy cũng là một trong những cái phương thức thanh toán và thuê công nhân tại Hàn Quốc.
Do cái năng suất lao động của người Hàn nhiều khi nó cũng không phải quá là cao, vì vậy là người Hàn Quốc cũng ưu tiên thuê người nước ngoài. Người nước ngoài thì được cái là chịu khó, chịu được vất vả và làm việc nhanh nhẹn, và những người trẻ thì cũng nhiều. Người Hàn thì thường người trẻ họ không có đi làm nông các bạn ạ. Em chưa bao giờ nhìn thấy một người Hàn nào khoảng trong độ tuổi 30 mà đi làm nông, chưa gặp bao giờ. Chỉ có những cô, những thím mà khoảng 50 đến 70 tuổi ấy, thì người Hàn họ mới đi làm nông. Và đấy là sự thật. Khi mà ở Hàn Quốc họ thuê nhân công thì họ cũng có thể thuê khoán theo sản phẩm lao động hoặc là thuê theo ngày. Thì đấy là tùy khu vực và tùy chủ các bạn ạ. Nhiều người chủ họ thích thuê theo kiểu khoán sản phẩm lao động thì thường khoán rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực làm về hành. Hành thì có hành tây và hành lá. Ở Hàn Quốc thì hành lá, cái loại hành đại của Hàn Quốc nó rất là to và rất là dài. Cái loại hành đại như vậy thì họ cũng hay khoán theo sản phẩm, cũng nghĩa là đóng cứ một gói vậy là họ tính bao nhiêu tiền, vậy thì chúng ta sẽ đóng và tính sản phẩm nhân lên và lấy tiền thôi. Thì đấy cũng là một số những cái đặc thù. Ở miền Bắc khu em thì thấy ít khi được khoán lắm, tại vì công việc nó cũng nặng nhọc, nếu mà cứ khoán thì người ta cũng ít đi làm. Công việc thường như là thu hoạch khoai tây này, rồi khoai lang này, rồi củ cải, bắp cải hay là cải thảo đấy, những cái công việc ấy thì nó hơi nặng. Cải thảo thì em nghe nói là có khoán, cho nên là người nào mà làm nhanh thì cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Cải thảo thì họ khoán là khoán cũng thu hoạch, sau đó là đóng thành từng kiện hàng, mà kiện hàng nó to lắm các bạn ạ, rất là nặng. Bạn nào mà làm được công việc đấy thì thường là con trai, chứ con gái thì thường khoán cái đấy cũng không được bao nhiêu tiền. Phải có sức khỏe cơ, tại vì thường thì những cái bắp cải với cải thảo ấy, em mà bê ba cái là em thấy gù hết cả lưng rồi. Bạn tính xem, ba cái cải thảo là được 10 kg rồi, mà chỉ cần như con gái thì bê 10 kg là đã thấy nặng rồi. Bê các bạn bê khoảng 2-3 tiếng thì các bạn thấy bình thường, chứ một ngày mà các bạn bê 8 tiếng 9 tiếng thì thực sự là cái lưng nó gãy luôn và không có sức đâu ạ. Nhìn thấy người ta bê, nhìn thấy ở trên những cái video thì các bạn thấy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta làm cái đấy trong khoảng thời gian rất là dài, người nó sẽ rất là mệt và rất là mỏi, đặc biệt là đối với những người mà chưa từng trải, chưa làm cái công việc làm nông trường kỳ mà lâu lâu mới làm một ngày ấy, thực sự thì rất là nhọc. Khoảng nửa tháng nữa bắt đầu là vào cái vụ thu hoạch khoai tây. Thì ở trên chỗ em ấy, khoai tây họ trồng rất là nhiều, và họ chủ người Hàn họ sẽ thuê đi thu hoạch khoai tây. Thu hoạch khoai tây thì đối với nữ thì cũng khá là nhàn các bạn ạ, chỉ cần gắn cái đít, gắn cái ghế ở đít, sau đó là ngồi lê, bắt đầu lê từ đầu luống, lê đến cuối luống và nhặt khoai tây cho vào sọt. Còn công việc của nam ấy là bê những cái sọt khoai tây đó lên xe. Thì công việc của nam thì nặng hơn một chút, thì lương cao hơn. Còn nữ ấy thì cứ ngồi và lê từ đầu luống đến cuối luống và nhặt từ sáng đến tối. Nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ đau đầu gối và rất là nắng các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì tầm tháng 7, tháng 8 ấy nó nóng, và đỉnh điểm là ngày hôm nay, năm nay thì ở Hàn Quốc hơi nóng một chút, nhiệt độ là 35, 36 độ C. rất là nóng, giống hệt cái nóng ở Việt Nam. Em đúng là em muốn chảy mỡ luôn. Thực ra người thì cũng hơi nhiều mỡ, nó chảy bớt thì cũng không sao, nhưng mà cảm thấy cũng rất là khó chịu đấy. Vậy là đi làm vào cái mùa hè này thì nó đặc điểm khá là nóng. Nhưng mà ở Hàn Quốc mà làm nông vào khoảng mùa thu các bạn rất là mát, đặc biệt là khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11, đấy ba cái tháng đó thì làm nông thì mát rượi. Đi làm thì nó hiu, xong rồi đến tháng 11 thì các bạn phải mặc áo khoác ấy, mặc áo ấm luôn ấy. Đi làm mà buổi sáng nó lạnh thì ôi trời ơi, lạnh không khác gì cái mùa đông ở Việt Nam. Bạn nào mà không có mùa đông thì chắc là không biết, chứ còn là như ngoài em mùa Bắc ấy, ngoài Bắc ấy mùa đông rất là lạnh các bạn ạ. Và đấy là một số những cái đặc điểm khi mà đi làm nông, thì nó cũng phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều này, nắng mưa gió bão rồi là nóng rồi lạnh rồi ơi, rất là nhiều những cái vấn đề như vậy. Bạn nào làm nông thì cũng định làm nông thì cũng nên xác định là đi làm rất là mệt và vất vả đấy, không phải là quá là nhàn hạ hay gì đâu. Và kiếm được đồng tiền ở Hàn Quốc mà kiếm được khoảng 300.000 won một ngày như cái anh kia thì đúng là phải đổ rất nhiều mồ hôi và rất là công sức, rất là nhanh và rất là mệt. Một ngày về làm đúng là chắc là người nó phải rã ra luôn các bạn ạ, gọi là mệt tã tơi luôn ấy. Nhưng mà kiếm được đồng tiền như thế thì cảm thấy cũng xứng đáng với cái sức lao động của mình bỏ ra. Thì chắc là anh ấy cũng đã rất là mệt, tuy nhiên thì khi mà nhận tiền rất là vui đúng không ạ. Sau một ngày vất vả như thế mà cầm được 300.000 won, thực sự thì em chưa bao giờ em đi làm một ngày mà được 300.000 won đâu. Đấy là một số tiền rất là lớn đấy các bạn ạ. Ví dụ như là bên này mà làm bây giờ là 90.000 won một ngày, mà để được 300 thì các bạn phải làm khoảng hơn 3 ngày. Người ta làm một ngày mà được bằng bạn làm hơn 3 ngày thì đúng là cực kỳ giỏi đúng không ạ, rất là tuyệt vời. Có nhiều người thì cứ thắc mắc là ở bên Hàn Quốc lương làm cao như vậy thì có để được nhiều không em, chi tiêu nó có đắt đỏ hay không em. Đương nhiên là cái tiền lương nó tỷ lệ thuận với tiền chi tiêu hàng ngày các bạn ạ. Lương càng cao thì cái mức chi tiêu nó càng lớn. Một ngày ở Hàn Quốc mà các bạn làm được 300.000 won thì các bạn tiêu đến 50.000 won thì cũng là thoải mái luôn. Bây giờ trung bình ở Hàn Quốc một ngày em tiêu nhiều thì là 20.000 won một ngày, ít thì chỉ tiêu mất 10.000 won thôi. Đấy là mức sống, gọi là mức sống không phải là mức quá là tốt hay là bình thường đâu các bạn, cũng gọi là bình thôi, gọi là mức nhỏ nhỏ, mức thấp thấp ấy. Còn những bạn mà sống gọi là thoải mái một chút thì một ngày tiêu cứ 20.000 won đúng là sống cũng khá là thoải mái đấy các bạn ạ.
Còn chưa thể kể những cái chi phí, đó là chi phí nhà ở hay là tiền điện nước các kiểu. Nếu mà các bạn chi thêm những cái tiền phụ phí bên ngoài nữa thì cộng thêm vào. Còn nếu mà nói là ăn uống rồi chi tiêu cũng thoải mái là 20.000 won đối với cái mức thu nhập và cái mức chi tiêu của em thì em thấy thế là ok. Còn đối với một số bạn mà có mức thu nhập cao, các bạn chi tiêu cao, hoặc là có những bạn có mức thu nhập thấp, các bạn tiêu tiết kiệm hơn thì chỉ cần 10.000 won thôi cũng được. Nếu mà một ngày các bạn mà chỉ ăn rau thôi, các bạn ra ngoài siêu thị mua 5.000 thì các bạn ăn rau cả ngày cũng được. Thì đấy cũng là một số những cái theo cái nhu cầu chi tiêu của mỗi người thì mọi người sẽ tiết kiệm được những cái số tiền khác nhau. Nhiều bạn thì cứ nói là úi giời ơi, em cứ nói lương cao như thế nhưng mà cái mức chi tiêu đó cao thì cũng có để được bao nhiêu tiền đâu. Rồi là nhiều người thì nói là em ơi, em cứ nói lương cao như thế làm mọi người thích nhưng mà các bạn không biết là cái mức chi tiêu ở bên này nó cao nó gì gì đó. Ở bên Hàn Quốc thì bây giờ theo các bạn là cái mức thu nhập của các bạn cao hơn so với ở Việt Nam là khoảng 3-4 lần đúng không ạ? Nhưng mà cái mức ăn uống của các bạn chỉ cao hơn so với Việt Nam khoảng 2 lần thôi. Nếu mà các bạn không ăn quá là cao cấp. Vậy thì cái số chi tiêu so với cái số tiền lương các bạn kiếm ra, bạn nào mà tiết kiệm tốt thì vẫn có thể kiếm được khá là nhiều tiền. Và so với ở Việt Nam thì đấy cũng là một số tiền lớn. Em thì không phải là người giỏi tiết kiệm, tuy nhiên thì có những người giỏi tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Các bạn thử tính xem, một ngày chúng ta làm việc ở Việt Nam cũng là 8 tiếng, ở bên Hàn Quốc chúng ta cũng làm là 8 tiếng đúng không ạ? Thời gian làm việc thì như nhau nhưng mà số tiền kiếm được thì nó khác nhau. Vậy thì nếu mà ở bên Hàn Quốc kiếm được nhiều tiền hơn, tội gì mà chúng ta không đi làm, thì đấy cũng là một số những cái suy nghĩ của nhiều bạn. Tuy nhiên thì đi làm ở bên Hàn Quốc nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề mà chỉ có khi đi thì chúng ta mới biết. Dĩ nhiên là kiếm được đồng tiền thì cũng phải bỏ những cái giá nhất định chứ không phải là nó đơn giản. Nào là phải vay tiền rất là nhiều, là chịu áp lực về cái vấn đề vay tiền nãy lụng rồi là trả ngân hàng rồi là vay đi gắn sổ đỏ các kiểu, nhiều bạn cũng phải làm như vậy mới có tiền đi sang bên này. Sang bên này đi làm thì nếu mà làm hợp pháp thì không sao, làm bất hợp pháp thì cũng suốt ngày lo bị bắt bị búng rồi là tâm lý. Đi làm thì nếu mà hợp pháp hay bất hợp pháp thì nhiều khi cũng bị người ta bắt nạt này, đè đầu gãy cổ này, rồi ánh mắt khinh thường của những người, đặc biệt là người Hàn Quốc hay là một số những cái người khác đấy. Đi bên này thì không phải lúc nào cũng thoải mái tâm lý hay là cũng kiếm được đồng tiền nhiều đâu các bạn. Cũng phải chịu rất là nhiều áp lực từ nhiều phía này. Làm việc thì cũng phải vất vả, đổ mồ hôi nước mắt này. Rồi những bạn có sức khỏe thì không sao, có nhiều bạn thì lại bị ốm đau bệnh tật do không hợp thời tiết, không hợp khí hậu hay là ăn uống không có hợp thì rất là mệt mỏi. Nếu mà bạn nào dễ ăn dễ uống thì cũng không có vấn đề gì. Bên Hàn thì đa số là món ăn thì nó hơi có cái đặc trưng là cay một chút và những cái món lên men rất là nhiều như là kim chi các loại này. Rồi thực phẩm ở bên này thì nếu theo cách nấu của người Hàn thì nó hơi mặn hơn so với khẩu vị của người Việt Nam một chút. Ở bên này thì nó không có nhiều những cái loại canh mát mẻ hay là những cái món ăn mà nó có mùi như ở Việt Nam mình. Thì đấy là cái văn hóa ẩm thực nó cũng khác nhau rất là nhiều mọi người ạ. Và khi mà các bạn sống ở bên Hàn Quốc mà tiếng các bạn không biết nhiều ấy, cảm thấy rất là bức bách, nhiều khi muốn chửi người mà không ai nghe. Nói người ta không có hiểu, người ta nói mình cũng không có hiểu, giống như kiểu là mình lạc loài ở trong một cái thế giới nào đó, thấy nó xa lạ, thấy nó cô đơn lắm, nhiều khi thấy nó tủi thân lắm. Thì đấy cũng là một trong những cái cảm giác mà nhiều khi các bạn sẽ gặp phải. Rồi là bạn nào mà nhớ nhà thì sang bên này suốt ngày tủi thân rồi khóc nhớ nhà. Bạn nào có con thì lại nhớ con, nhớ chồng chẳng hạn, nhớ có người thì lại nhớ vợ, rồi nhớ bố nhớ mẹ. Thì đấy cũng là một số những cái mà các bạn để ý. Cuộc sống tha hương thì lúc nào nó cũng vất vả, không có sung sướng gì đâu. Cho nên là bạn nào mà muốn đi Hàn Quốc hay là muốn đi bên này, sang bên này làm việc kiếm tiền thì cũng xác định trước là sang bên này chịu khổ, chịu vất vả để kiếm được một số những cái đồng tiền nào đó. Tuy nhiên thì nếu mà chăm chỉ thì chắc chắn là có tiền các bạn ạ. Ở bên này chẳng có ai sang bên này đi làm về mà không có tiền, ai cũng tiết kiệm được một khoản tiền nào đó. Có người thì xây nhà, có người thì mua xe. Các bạn mà tiết kiệm tiền giỏi thì sang bên này mua iPhone 6, giờ ai dùng iPhone 6 đúng không ạ? iPhone mới nhất, iPhone 13, 14 chuẩn bị mới ra đấy. Thì các bạn tha hồ mua Samsung, thì những cái loại Samsung ra đời mới nhất các bạn cũng mua thoải mái. Về nhà mua SH Honda gì đấy chạy tẹt ga. Bạn nào mà có nhiều tiền nữa thì về nhà mở được kinh doanh ở một quán tạp hóa hay cái gì đó. Một số đôi vợ chồng sang bên này kiếm nhiều tiền thì về mua mảnh đất này mảnh đất kia rồi xây nhà, thì toàn xây biệt thự thôi, xây to lắm. Ở Việt Nam mình thì những bạn nhiều gia đình rất là thích xây nhà to. Xây nhà to nhưng mà lại nợ nhiều, lúc này lại đau đầu lại bên này cày tiếp trả nợ tiếp. Nhiều bạn thì ở Việt Nam mong xây cho bố mẹ cái nhà to, thế là bên này cày vỡ mặt. Úi giời ơi, suốt ngày cái lo làm sao nhanh mà kiếm được tiền trả nợ ấy các bạn. Cho nên là cái cuộc sống của nó nhiều khi rất là áp lực và vất vả. Đối với em thì em cứ thấy cuộc sống nó cứ bình bình thôi, nó không cần phải quá là cao cấp đâu. Em thì cứ mua sống giống như là hôm nay thì sống như vui vẻ ngày hôm nay thôi, ngày mai tính tiếp. Giống như em thì chẳng bao giờ giàu được các bạn ạ. Không có kiểu là phải xây nhà to rồi phải mua nhiều đất. Nói chung là không có cái dã tâm đấy. Tại vì mình cũng hơi lười một tí. Làm hôm nay đủ ăn thôi, mai có cái ăn rồi tính sau. Mai không có cái ăn thì hôm nay chăm chỉ làm tiếp. Mai có cái ăn thì hôm nay nghỉ tí cũng được. Ui giời ơi, làm mệt quá. Em thì cứ làm mệt quá em bỏ. Mệt quá là bỏ. Không có chí lì, không lì tí nào luôn.
viện phí ở bên Hàn Quốc đắt kinh khủng luôn. Đa số người Hàn họ phải mua bảo hiểm hết. Và như chồng em ấy các bạn, đau lưng đau lách có bao giờ thấy đi viện kiểm tra đâu. Em dục đi viện kiểm tra thì à, em ơi đi viện tốn tiền lắm mà nó kiểm tra trắng ra cái gì em ạ. Cũng khác gì mấy cô mấy chú ở Việt Nam đúng không ạ. Đau một tí thì thôi chịu, bảo ui giời đi viện nó cũng kiểm tra ra cái gì đâu, nó cho mấy cái thuốc kháng sinh rồi nó nắn chỗ này nó bóp chỗ kia mất một đống tiền đúng không ạ. Có đi viện đâu. Nhiều khi người có điều kiện, người có tiền thì thời đau một tí rồi ốm một tí thì ra viện kiểm tra rồi mua thuốc này uống thuốc kia. Vậy cho nên là những người giàu họ mới thọ lâu các bạn ạ. Tại vì họ uống thuốc bổ nhiều này rồi họ đau một tí họ đi kiểm tra thì cái bệnh họ biết sớm, họ chữa sớm thì nó đỡ. Đấy như mình không có điều kiện ấy đi viện sợ tốn tiền. Mà công nhận là nó tốn thật. Vậy nên là chồng em cũng suốt ngày đau lưng đau lách ấy, em bảo chồng ơi đi viện kiểm tra đi nhỡ sợ bị bệnh gì xương hay làm sao nó bị làm sao thì sao đúng không ạ? Rất là lo lắng. Nhưng mà bảo là không có nghe đâu. Tiết tiền các bạn. Chồng em tiết kiệm lắm. Nhiều khi á, mua có cái con gà rán ấy mà người ta ship bây giờ ở bên Hàn Quốc cái gì phí cũng tăng. Tiền ăn tăng, tiền nhà ở tăng, tóm lại là tiền lương nó tăng mà. Cái gì nó cũng tăng, tăng toàn diện. Thế là cái phí ship hàng ấy, người ta hay order đồ ăn ấy các bạn, thì cái phí ship năm ngoái nó chỉ là 2.000 won thôi, năm nay lên đến 3.000 won. 2.000 won thì năm ngoái thì chồng em nó còn chịu ship, thì năm nay đến 3.000 won chồng em tính. Ôi trời ơi, phí ship cao quá em ơi. Thế là chồng em lục đục ra đến quán tha hàng về ăn, chứ không phải là trả tiền ship 3.000 won đâu. Chồng em tiết kiệm từng tí một vậy đấy. Nhiều khi thì nếu mà em bù lại được cái tiết kiệm như chồng em thì chắc là vợ chồng em cũng đỡ vất vả hơn một tí. Nhưng mà em thì không tiết kiệm được. Nói chung là đối với em thì 3.000 won cũng trả luôn, không phải mất công đi lấy làm cái gì mệt chết cả người lên. Đã mệt thì chớ ship được con gà về cho mà ăn, thì ngồi ở đấy mà thở đi, lại còn phải mất công đi ra đấy tha về. Chồng em là chồng em chịu khó đi tha con gái về đấy các bạn. Đấy nhiều khi em thì cứ ở nhà ngồi đợi chồng mang gà rán về ăn thôi, chứ còn chồng em đi hết. Các bạn có thấy cái số tiền mà được 300.000 won nó có lớn không ạ? Đối với một số người ở Việt Nam thì đấy cũng là một tháng lương làm việc đấy đúng không ạ? Nhiều khi em mà nghe đến được một ngày làm được 300.000 won thì em cũng cảm thấy rất là háo hức. Nếu mà ở đây có thì em cũng muốn đi làm thử các bạn ạ. Có khả năng kiếm được như vậy, thật sự rất là mong chờ. Vậy là nhiều bạn ở Việt Nam thì cũng muốn sang bên này làm việc, cũng muốn kiếm tiền. Tại vì nghe được cái lương nó cao như thế nghe cũng thích đúng không ạ? Ở Việt Nam nhiều khi làm cũng vất vả, một ngày làm 9 tiếng, 8 tiếng, rồi một tháng thì cũng đi làm nghỉ nhiều thì được 8 ngày một tháng, còn nghỉ ít thì cũng chỉ được 4 ngày một tháng đúng không các bạn? Làm ít nhất thì cũng phải 22 ngày một tháng, lương tháng mà. Rồi lương tháng thì bạn nào mà tăng ca, tăng kíp làm công nhân, làm ở nhà máy, xí nghiệp ấy, tăng ca, tăng kíp thì một tháng cũng phải làm tật mặt từ sáng đến tối, rồi là tăng ca, mệt mà nhòi ra thì mới được có khoảng 8, 9 triệu, nhiều thì được 10, 12 triệu. Đấy cũng là một cái thực tế hiện nay. Nhiều khi thì làm ở Việt Nam một ngày các bạn làm cũng 8-10 tiếng, ở bên Hàn các bạn làm một ngày cũng 8-10 tiếng, nhưng mà bên Hàn một tháng các bạn kiếm được khoảng 40 triệu, 45 triệu Việt Nam đồng. Các bạn chi tiêu ăn uống đi mất 20 triệu Việt Nam đồng, các bạn để ra cũng được 20 triệu. Đấy là một cái mức trung bình hiện nay. Đấy là những người chăm làm các bạn ạ. Dĩ nhiên là các bạn phải làm cả tháng, chứ không phải là làm được ngày rồi chơi ngày thì cũng không có tiền. Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy thôi, cũng phải chăm chỉ làm việc thì mới có đồng ra đồng vào. Chứ còn cứ nói là bảo nhàn hạ rồi là ngồi ở đấy rồi là cái gì ấy, kiếm được đồng tiền nó nhàn hạ không có đâu các bạn. Nhàn thì chỉ có đi ăn cướp. Mọi người nhớ like video, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo nhé. Em sẽ đăng thêm rất là nhiều những cái video tâm sự thêm đến mọi người. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.